Vâng, xin chào tất cả anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn quay trở lại với video tiếp theo. Và video bài học này thì tôi sẽ hướng dẫn nhanh cách thức mà chúng ta bán hàng bằng live stream. Tại sao tôi lại nói là hướng dẫn nhanh? Bởi vì là tôi có hẳn một series video, gần 20 video, hơn 20 video và một con số nó không chính xác lắm, hai mấy tôi cũng chả nhớ. Hướng dẫn cho các bạn chi tiết, từng bước, được chưa ạ? Thế video này là cái video mà nó nằm trong cái khóa học Facebook Marketing, nhưng mà nó sẽ khi mà zoom in, tức là khi đi sâu vào, thì nó sẽ lại có khoảng 20 cái video khác nữa, được chưa ạ? Cho nên là khi mà các bạn theo dõi bộ video khóa học của tôi ấy, nó từng bộ, từng phần nó ghép vào nhau, nó rất là logic. Thì cái video này nó là một cái video bài học nằm trong một cái bộ Facebook Marketing. Khi zoom in vào nó sẽ ra một cái bộ 20 video, 20 hay mấy gì đó, ta không cần quan tâm chi tiết vội, được chưa ạ? Rồi, bán hàng ở trên Facebook bằng phương thức live stream có bán được không? Câu trả lời là có bán tốt không? Câu trả lời là tốt, đúng không ạ? Vấn đề là bạn có làm được việc đấy hay không thôi, còn người ta làm rất tốt rồi. Vậy thì live stream như thế nào, đúng không ạ? Thế thì chúng ta sẽ thấy rằng là khi mà live stream bán hàng trên Facebook, chúng ta cần quan tâm là một, cái sản phẩm chúng ta bán là gì? Thì thông thường khi live stream thì chúng ta nên live stream bán những sản phẩm có giá rẻ và có khả năng tiêu dùng ngay và cái tính nhu cầu thiết yếu của nó cao. Thứ hai là chúng ta cần phải chuẩn bị cái gì, đúng không ạ? Chúng ta cần phải chuẩn bị phần cứng và phần mềm. Phần cứng ví dụ như là điện thoại di động, ví dụ như là máy tính, đúng không ạ? Ví dụ như là ánh sáng, ví dụ như là máy quay, ví dụ như là bối cảnh không gian, đúng không? Những cái phần cứng như vậy để chúng ta chuẩn bị cho cái việc này. Thì tại sao tôi lại chỉ như vậy? Bởi vì trước mặt tôi là đang là gồm những cái như vậy. Các bạn chỉ nhìn thấy cái màn hình đã được biên tập rồi thôi. Đây là máy tính, đây là điện thoại, đây là đèn, rất nhiều đèn xung quanh của tôi. Đằng sau là backdrop, là cái chương trình. Rồi thì các bạn phải trang điểm, make up này kia một chút, đúng không ạ? Rồi các bạn phải chuẩn bị kịch bản để nói cái gì, nói như thế nào, quà tặng ra sao, chương trình khuyến mại, cách thức chơi. Rồi thì ngôn từ, trò chuyện với khách hàng như nào, các bạn phải chuẩn bị hết, hiểu không ạ? Sau đó thì các bạn mới bắt đầu là phát live stream. Và các bạn phát live stream trong thời gian bao lâu? Một tuần mấy số, một ngày mấy số, hay một tháng mấy số, đúng không ạ? Có lịch trình, ví dụ tất cả các buổi tối, hay là buổi sáng, hay là buổi trưa, buổi chiều, hay là như thế nào đấy. Rồi thì kịch bản như thế nào ta sẽ bàn sau, đúng không ạ? Ta sẽ có cái bộ series video, hơn 20 video đấy, ta sẽ học chi tiết sau, ok? Thế thì bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn thao tác đơn giản và nhanh cho các bạn live stream như thế nào, được chưa ạ? Vâng, thì ví dụ như là trên Facebook nó có live stream trên trang cá nhân, live stream trên trang fanpage, live stream trên group, và chia thành nền tảng thì nó có nền tảng PC tức là máy tính và nền tảng mobile tức là điện thoại, được chưa ạ? Thì tôi sẽ hướng dẫn thao tác vì tôi có quay màn hình ở đây rồi, các bạn sẽ kết hợp xem thêm nhé. Đấy, thì các bạn bấm vào cái nút là video trực tiếp như thế này, được chưa ạ? Vâng, các bạn bấm vào video nút trực tiếp đấy, nó sẽ đòi là truy cập máy ảnh, rồi thì ta sẽ cho nó truy cập, đúng không ạ? Vâng, đấy, tức là nó sẽ kết nối với cái camera. Tất nhiên là máy tính phải có camera hoặc là phải mua camera rời, được chưa ạ? Vâng, rồi các bạn có thể kết nối với Line API gì đó, rồi các bạn có thể sử dụng khóa luồng hoặc là URL máy chủ. Ok, không đưa quảng cáo vào bên thứ ba. Rồi chọn phát trực tiếp ở góc dưới cùng bên phải. Đấy, thế thì các bạn nhìn thấy không? Đấy, ví dụ tôi đang quay màn hình như này, chúng ta sẽ xem. Thế chúng ta cũng có thể kết nối, tức là chúng ta nếu mà chúng ta sử dụng tính năng này thì là cái tính năng mà chúng ta live stream bằng cách là chúng ta sử dụng những cái ứng dụng, những cái công nghệ, đúng không ạ, của các cái bên người ta làm, ví dụ như StreamKey hay là Pair and Code đây này. Đấy, thế nhưng mà thông thường chúng ta trực tiếp live stream thì chúng ta làm như này là được. Chúng ta viết status gì đó, live stream bán hàng hay là live stream tặng quà nhân dịp Việt Nam vô địch hay nhân dịp Tết Nguyên Đán hay nhân dịp Noel gì đấy, chúng ta cũng làm, đúng không ạ? Ok, xong. Chúng ta bấm nút phát trực tiếp, được chưa ạ? Thì như vậy tôi vừa hướng dẫn thao tác nó rất là đơn giản thôi. Đấy, sau đó thì nó sẽ có hiển thị mắt xem vào đây.
và chúng ta sẽ thấy các bình luận nó sẽ thể hiện ở trên livestream và chúng ta trả lời các bình luận đó. Trên fanpage cũng như vậy, đúng không ạ? Đây tôi đang cho các bạn xem cái fanpage PA Marketing VN của tôi, công ty. Rồi, chúng ta cũng sẽ bấm vào cái hình máy quay có cái mắt, đúng không ạ? Và bấm vào chữ trực tiếp như thế này. Có lẽ ta phải tắt cái này đi. Đó, ta sẽ bật trực tiếp. Đó, các bạn thấy không ạ? Trên fanpage nó cũng đã hiển thị ra. Vì chúng ta không thể nào livestream cùng một lúc trên hai nền tảng. Thế nếu mà mình vừa muốn livestream trên Facebook cá nhân, mình vừa muốn livestream trên fanpage thì làm thế nào? Thì chúng ta có thể có hai giải pháp. Một là mỗi một cái nick chúng ta sẽ có một thiết bị. Ví dụ như tôi livestream profile cá nhân thì bằng máy tính, và tôi livestream trên fanpage bằng điện thoại, và tôi cùng một người và tôi đặt hai ba thiết bị. Thì các bạn sử dụng thêm thiết bị thì các bạn sẽ làm được việc đấy. Và mỗi một thiết bị các bạn đăng nhập vào một tài khoản. Các bạn hiểu ý tôi chưa ạ? Rồi nhá. Đấy, đấy là đối với profile và fanpage ở trên nền tảng PC. Được chưa ạ? Thì thiết bị của các bạn càng xịn càng ngon thì càng tốt. Ví dụ như các bạn đang thấy tôi đang thao tác trên MacBook thì là cái thiết bị nó cũng tương đối là tốt về thiết bị phần cứng. Thế còn nếu mà các bạn không... không có thì các bạn có thể sử dụng máy tính của mình, sau đó các bạn mua một cái camera, đúng không ạ? Các bạn mua một camera mà hỏi người ta là có tính năng livestream. Thế còn ở trên máy tính là như vậy. Thế bây giờ ở trên điện thoại thì các bạn có thể nhìn thấy đây. Chúng ta đi vào điện thoại của chúng ta, sau đó chúng ta sẽ thấy có một cái nút live nếu mà các bạn sử dụng bản tiếng Anh, hoặc là trực tiếp, đúng không ạ? Trực tuyến màu đỏ. Chúng ta bấm vào. Đấy, chúng ta bấm vào thì nó sẽ ra như thế này. Đấy, sau đó chúng ta viết caption và chúng ta bấm start live. Thì chúng ta cũng lưu ý là khi mà chúng ta chạy cái live stream này, chúng ta hết sức lưu ý về pin, về đường truyền mạng. Bởi vì ánh sáng, đường truyền mạng và thiết bị là ba cái yếu tố làm cho cái video của chúng ta có mượt mà và đẹp hay không. Bởi vì ví dụ đường truyền mạng mà thấp, dung lượng mà thấp thì nó sẽ bị mất kết nối và hình ảnh nó rất là xấu, hoặc camera đời thấp thì nó cũng xấu, hoặc là ánh sáng yếu thì nó cũng xấu. Cho nên là chúng ta phải chuẩn bị ánh sáng, nội dung, rồi make up, rồi các thứ cho nó ok một chút nhá. Thì chúng ta sẽ kết hợp thêm cùng với cái tính năng này. Đấy, thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây, trên máy tính của tôi. Tôi có thể xoay cái máy tính ra cho các bạn xem như thế này. Đấy, chúng ta cùng nhau livestream. Và nó có cho phép chúng ta livestream trên nhiều thiết bị được, ok. Về tôi nghĩ là về mặt công nghệ, về mặt tính năng thì nó không có gì khó cả. Nó chỉ khó ở chỗ là cái khả năng nói chuyện, cái cách thức nói chuyện, cái kịch bản nói chuyện, cái vấn đề tương tác của các bạn, đúng không ạ? Cái tính cách, cái con người các bạn. Ví dụ như các bạn chọn sự lành lặn, hay các bạn chọn sốc, hay các bạn chọn những cái nội dung bựa một chút, đúng không ạ? Vâng, trên mạng thì nói chung là làm livestream nó cũng phải khác biệt, nó cũng phải độc đáo, nó cũng phải có mẹo, đó. Thì chúng ta sẽ xem thêm trên các cái video khác nhé. Thì trong video này tôi xin phép hướng dẫn sơ lược như vậy thôi. Vâng, nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì các bạn hãy liên hệ với tôi để được hỗ trợ. Giảng viên Nguyễn Phan Anh là tôi, đúng không ạ? Email phananhonline@gmail.com. Facebook thì các bạn nhìn thấy rồi đấy, facebook.com/phananhonline. Một lần nữa xin được cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.